Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 2019 chia 2018 và 2018 chia 2018. Như vậy chúng ta sẽ có gx như thế này. Sau đó chúng ta đạo hàm lên thì chúng ta sẽ có là f phẩy x trừ 1. Sau đó chúng ta đạo hàm x trừ 1 thì chúng ta chỉ còn lại số 1. Cục này là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Còn cục này sẽ là trừ 1. Để đang đi tìm là các khoảng nào là đồng biến. Đồng biến có nghĩa là g phẩy x bắt buộc phải lớn hơn 0. Thì điều này chứng tỏ là nguyên cái cục phương trình này nè bắt buộc phải lớn hơn 1. Ê lộn, đúng rồi. Để qua xem kia là phải lớn hơn 1. Tuy nhiên, đây là độ hệ của f(x). Trong khi đề là f(x trừ 1). Như vậy trong trường hợp này đồ thị sẽ dịch sang phải một đơn vị. Bây giờ mình chỉ cần di chuyển trục này sang bên đây. Và coi như trừ 1 sẽ là vị trí số 0. Đây là vị trí số 1, 2, 3. Và đây chính là đồ thị của f(x) trừ 1 sau khi chúng ta dịch chuyển. Thì chúng ta muốn có cái cục này lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ cây kẻ cái đường y bằng 1 trước đã. Thì đây chính là đường y bằng 1. Và những khu vực nào lớn hơn 1 thì sẽ là đồng biến. Như vậy chúng ta thấy rõ, chúng ta có khu vực bên đây và khu vực bên đây. Bây giờ chúng ta dựa vào đáp án 2, 3 nằm ở dưới 1, không phải loại 0, 1. Thì cái đường này nó nằm dưới 1, không phải loại trừ 1, 0. Trừ 1, 0 nằm ở bên đây. Cái đường nó nằm phía trên, như vậy câu này đúng. 1, 2. 1, 2 chúng ta thấy rõ nó nằm ở dưới 1. Câu này sai. Như vậy chỉ có câu C là đúng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.